Ôi rồi ôi bạn ơi, thế này bạn lại không biết rồi. Đi ở đây tôi chỉ cho bạn xem nhá. Bản chất của việc sử dụng máy rửa bát là giải phóng sức lao động cho chính bản thân mình và những người xung quanh. Chứ nói thật là cái chỗ bát đĩa này mà tôi đứng cặm cụi tập trung rửa chắc chỉ mất tầm 15 đến 20 phút là cùng cả úp cả tráng bát. Nhưng mà giờ có máy rửa bát rồi thì thời gian đấy mình có thể đi làm việc khác mà. Cho đồ vào máy nếu mà ông bà nào làm quen rồi thì cũng chỉ mất tầm 5 đến 10 phút là cùng, nó cũng không phức tạp lắm đâu. Kiểu như là 1 cộng 1 bằng 3, à nhầm bằng 2. Mà mọi người luôn phải nhớ câu khẩu quyết là gạt thức ăn thừa trước khi cho vào máy nhé. Không là dừng một thời gian đi dọn máy mệt nghỉ luôn đấy. Hôm nay tôi vẫn sẽ dùng cái gel và chương trình rửa hôm trước. Ngoài việc là cái gel này dùng nó không có mùi xà phòng ra thì tôi sẽ không nói thêm gì nữa. Máy rửa xong rồi thì đồ đạc nó cứ phải gọi là sạch và ấm nóng. Đồ thủy tinh thì trong vắt luôn không ạ. Và thôi video cũng dài rồi, xin gửi lời chào thân ái và quyết thắng đến mọi người. À mà mọi người nhớ follow mình để cùng chia sẻ những câu chuyện thú vị hơn về đồ gia dụng nhé.